Nhiều trạm kiểm soát an ninh được dựng lên xung quanh thành phố Sevastopol trên đảo Crimea vì sự lây lan của COVID-19. Giới chức trách trên đảo Crimea vào thứ Tư ngày 1 tháng 4 đã dựng lên nhiều trạm kiểm soát an ninh trên khắp các ngã đường ra vào thủ phủ Sevastopol đông người sinh sống nhằm để theo dõi nhất cử nhất động của mọi người trong bối cảnh mà lệnh cấm đi lại đang có hiệu lực ở khắp nơi. Hòn đảo này trước đây do Ukraine kiểm soát, tuy nhiên đã bị Nga thôn tính sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014. Theo thông cáo từ văn phòng thống đốc Crimea Mikhail Ravosev, nhiều người Nga được dự đoán sẽ tới Crimea để nghỉ mát sau khi mà Tổng thống Vladimir Putin ban hành tuần nghỉ lễ đặc biệt bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 trong khuôn khổ của chính sách đẩy lùi sự lây lan của virus COVID-19. Đại diện cho Nga ở Crimea Sergei Askanov thì lại cấm du khách ngoại quốc đặt phòng khách sạn trên đảo từ nay cho đến ngày 1 tháng 6 sắp tới.